Tết mãi mặn cùng Phúc khám phá một nhà hàng Hàn Quốc có không gian như là bên hàng đồ ăn rất là ngon, ban chan đa dạng mới vượt khai trương ở trung tâm quận 1 nè. Quán còn được nhân viên phát cho món khóa đi treo làm kỷ niệm nữa các bạn đã biết chưa? Hello các bạn, lại là Phúc đây. Quán này có không gian chung phòng riêng đặc biệt là sân thượng chiều tối là đẹp xỉu nha. Đầu tiên là mấy món ban chan ở đây thực sự rất là hấp dẫn Phúc nè, có trứng khoai chiên kim chi các loại hay là cá khô một phút thèm quá trời cho nên gọi một cái chén cơm ra chỉ ăn cá khô với cơm thôi. Phúc khám phá trong menu thì có thêm món phô mai nướng ăn với lại mật ong ngon xỉu lên xỉu xuống luôn đó nha. Rồi một khi ăn món thì phải có thịt nướng thì nhân viên sẽ hỏi mình trước về việc tự trải nghiệm nướng thịt hoặc là nướng sẵn cho mình nếu mà mình yêu cầu luôn rất là thơm và ngon mình có thể kết hợp với lại rau cà rốt dưa leo ớt để có thể chấm với lại nước sốt thịt ăn đã lắm nè ở trong menu thì phúc thấy có hai món cá sa ba hàn quốc chiên và cá mú chiên phúc chọn cá mú chiên với thịt chín vàng thơm và ít xương chấm với lại mụ tạc và nước tương là đúng ngon luôn nha và hôm nay phú quyết định chọn món mì trộn cây ban đầu phú tưởng là sợ bột mì nhưng mà thực ra là sợ mì xám xám đi làm cá món mì lạnh nha vì cây cây kết hợp với lại dưa chua trứng ăn đặc biệt lắm và các bạn nên ăn ngay khi vừa đem ra để tránh sơn bị sẽ dính lại nha mọi người và đối với món lẩu sườn hoặc bà tụ tối nay thì rất là phù hợp với những ngày đông như thế này vì rất là ngon độ cây mình được lựa chọn kết hợp với lại táo khô các loại nấm và trái bí nên ăn rất là ngon miệng nha các bạn đợi sôi lên là lúc mà lẩu ngon nhất nha nhà hàng Doran Doran nằm tại số 126 đường Cô Bắc quận 1 ở tầng trời đó là không gian chung tầng 1 là phòng riêng và sân thượng với tranh 3D siêu đẹp luôn nhân viên sẽ gửi một khóa để mình ghi chữ treo lưu niệm nữa nè menu đa dạng với lại các món súp nướng BBQ mì cơm cá các món xào bánh xèo lẩu Hàn Quốc với giá từ 150.000 đồng một món đừng quên ủng hộ Phúc được thì khám phá thêm nhiều quán ngon ở Sài Gòn nha.